Đó, dù Thúy Ngân có rơi vào tay của ai chăng nữa thì hãy để đấy, Thúy Thúy Vinh cũng sẽ đến và mang em về với gia đình. Thì ngày hôm nay ngoài hai bạn ở đây thưa quý vị, thì hồi nãy có một bạn trẻ nữa mà nhảy, mà tại vì lẽ ra là khúc cuối là có Luật chạy ra nữa, nhưng mà khi mà Lâm Vinh Hải biên đạo á, thì Luật yêu cầu bỏ đi bởi vì mệt quá rồi, chạy ra không nổi nên phải cần thời gian nghỉ ngơi. Và bây giờ là sự trở lại của Tiến Luật. Hey. Rồi, 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 tôi chạy lắm á, đi con bạn. Ở trong tình huống tập quá trời, ra không vô nhịp gì trơn trời. Tính là cho một màn ra mắt ra hoành tráng nhưng mà không ngờ nó lạc lẽo tới như vậy luôn. Thôi bây giờ mình vô lại để anh giới thiệu cho hoành tráng nè, đi vô. Thưa quý vị, chúng ta chào đón sự trở lại của Tiến Luật. Thôi, một mình luôn. Súng lên không? Đúng rồi. Thưa quý vị, trong một chương trình của chúng tôi hiện tại đã có 4 nụ rồi, thì không thể thiếu khách mời Song Luân. Yeah. Em chào mọi người. Đây là lần thứ bao nhiêu đến với chương trình? Dạ lần đầu tiên. Mới mẻ hoàn toàn. Mới hoàn toàn. Chưa biết gì về đời. Có coi rồi. Chưa biết gì về đời. Có coi rồi. Thế thì em thích nghệ sĩ nào trong chương trình này? Dạ về cái sự mưu mô anh, về cái sự mưu mô anh mà kiểu mà gai góc, mà nói chung là kiểu suy nghĩ thấu đáo là em đi sai lúc rồi. Anh Vinh. Anh Vinh. Đó thấy chưa? Lời đầu tiên Song Luân khẳng định là thích anh Vinh. Thưa quý vị, xin hãy nhớ chương trình chúng tôi không những có Trương Thi Vinh mà còn có Tiến Luật, có Thiên Ngân và có Trường Giang nữa. Chương trình 7 nụ cười xuân do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion. Trời ơi. Phối hợp với công ty Đông Tây Promotion. Trời ơi, hai em đi quay mà đi ăn hả? Ủa, ăn gì anh? Làm chương trình mà hai em ăn bún đậu mắm tôm hay gì vậy? Có đâu anh. Để một mẹt trong đó, hai đứa ngồi ăn kêu ra quay không chịu. Có đâu, hồi nãy giờ đợi hoài có ai giới thiệu hai chị em mình đâu. Bởi vậy giới thiệu lại giùm tụi em được không? Thưa quý vị, chương trình 7 nụ cười xuân do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hàng tuần trên HTV7. Vỗ tay. Vỗ tay. Rồi, Luân thân mến, bây giờ anh sẽ xin hỏi là đôi điều là đã từng coi chương trình này rồi, em thấy anh Luật sao? Anh Luật thì bên nào mạnh thì anh qua. Bên nào mạnh thì anh qua. Dựa theo thời thế. Đúng. Đó là câu đó hay dễ sợ ha. Dựa theo thời thế nó khác với cái câu mà bên nào mạnh thì bên đó qua. Đúng. Gió nào ngã chiều nay. Ngân sao? Ngân thì dạo này em thấy
sức khỏe vai u thịt bắp, có nghĩa là có nghĩa là hữu dũng vô mưu, hữu dũng vô mưu. Nói lại ngưng cho nó sang trọng nè. Nói chung là một người biết tận dụng cái sức khỏe của mình. Thì em có mong muốn về đội của Ngân hay là của anh Vinh hay là của anh Luật không? Dạ thôi, số phận đêm đi đâu thì em qua đó cũng được. Thưa quý vị, để tạo nên một chương trình, ngoài những người vừa giới thiệu thì có đạo diễn, có ekip sản xuất, có make up, có người nấu ăn, có quay phim, có các bạn trợ lý, có tất cả mọi người và có tình yêu của quý vị nữa. Hay quá, chơi cho anh. Đúng rồi, vòng đầu tiên xin được phép bắt đầu. Dạ kính thưa quý vị, chương trình Bảy Nụ Cười Xuân không thể nào thiếu được hai chị em, được hai nụ xinh đẹp, được hai nụ xinh đẹp, đó chính là Lan Ngọc và Lâm Vĩ Dạ. Rồi. Cái nhạc hồi nãy nó tùy lắm nha. Vậy thì ghê luôn. Nhạc ví dụ như Lâm Vĩ Dạ, than là nhạc chào mừng. Lâm Vĩ Dạ là đi về. Là nhạc đuổi đó. Nó giống như là một cái tạt vô mặt hai đứa mình. Bây giờ anh có sự lựa chọn nha. Giới thiệu theo phong cách MC, giới thiệu theo phong cách chú Ba, chú Bảy, Bạc Liêu, giới thiệu theo phong cách Giác Lúa đó. Hai đứa thích phong cách nào, anh cử người giới thiệu. Sao cũng được hết đó. Mời chú Bảy ở dưới đó giới thiệu. Ông anh giới thiệu hai má con tôi cho đàng hoàng cho coi được. Nói chung là hôm nay là cũng ngày vui của gia đình. Ông tôi chết có gì vui? Ông tôi chết có gì vui? Đám dỗ của người mất, nhưng mà anh em ta tụ họp về đây, người ta kể lại chuyện kỷ niệm của người đã mất thì người ta cũng bồi hồi, người ta cũng có cái sự vui vẻ trong đó. Rồi. Chứ muốn ôm cái sự buồn bã đó hoài hay sao? Thôi mời vô đi. Ăn sắp hết rồi, đi vô. Vô ăn đi. Vô. Vô gì vô chị, vô chị. Ủa chưa giới thiệu. Vô. Đi vô đi. Không giới thiệu đâu. Không có phần đó, tại vì cái chọt chọt vô làm sao người ta giới thiệu được. Vô. Ủa mọi người sao vậy, đối xử với hai chị em tụi em chị. Thưa quý vị, Ninh Chi Lê Ngọc và Lâm Vĩ Dạ. Chúng ta cùng đặt âm nhạc đi. Không cần nhạc. Không có nhạc. Âm nhạc. Chạy được đâu. Nhạc ở bên đây nè. Các anh em còn lại, Chu Thế Bình, Thiên Ngân, Song Luân và Tiến Luật, nhạc. Hey. Chẳng những nhạc mà còn có hey. Sao xuống nhạc vậy? Bây giờ chúng ta có đầy đủ thành viên rồi. Khách mời là Song Luân, sức mạnh, nhanh nhẹn, hát hay, đàn giỏi, đẹp trai. Bây giờ chúng ta sẽ có một phần gọi là chia đội ha. Yes. Có mong muốn y chang vậy luôn không? Không. Sao vậy? Sao? Rồi, anh Kim thì sao? Số đầu tiên rồi. Số đầu tiên gây cho tôi sự ám ảnh tột cùng rồi. Anh phải cho em gỡ ngoài chứ, không, tại anh chơi dở thôi. Không, trời ơi, tôi nhớ tới những pha bật ghế đồ này nọ, tôi sợ lắm rồi. Vậy mình sẽ quay số ngẫu nhiên. Dạ. Ok. Quay số. Anh quay sẽ số. Hối hận chứ không có em trong đội. Dạ vâng ạ, à, xin mời quý anh chị làm ơn mua số giùm cho em. Chúng em chuẩn bị tới giờ quay số nè. Anh chị ơi, anh chị có số nha. Mình có mua chưa? Đủ hết rồi các bạn, chuẩn bị quay số nha anh chị ơi. Nhìn đi rồi bắt đầu kiếm bài, số mấy? Anh biết chăng anh, em khổ vì ai, em khóc vì ai. Con số 2 à, con số 2. Mình có số 2 chưa? Đó, đó. Số 2, vô. Rồi, Lan Vĩ Dạ số 2. Ủa gì vậy? Ủa? Là số của em đó. Ủa chứ không em. Rồi, Lan Ngọc. Ủa em tưởng em là người hát thôi chứ. Ai, xin cho tôi biết em yêu anh đây. Ai. Rồi, hiểu luôn, anh yêu, hiểu luôn. Rồi, hiểu luôn, hiểu luôn. Năm anh yêu em, ai. Con số 2. Hay vậy. Vô. Em hả? Ai? Ok. Số gì đây? Thật ra có mấy con máy mình ra. Chỉ một đêm duy nhất quý vị ơi. Nhanh tay lấy cho mình một tấm vé nào. Ai. Con số 2. Vậy thôi khỏi quay nữa thôi, em đứng em nhú một hồi em văng qua đây rồi. Ngân số 1, hát luôn. Rồi, hát đi. Vô. Một người đi với một người đó. Một vô người lặng lẽ, một người buồn thiu, một người vui biết bao nhiêu, một người vui biết bao nhiêu. Thôi mà. Là nói số 1 rồi bà con ơi, là nói số 1 rồi bà con. Số 1. Là nói số 1. Một người vui biết bao nhiêu,
một số một ạ. Một người vui biết bao nhiêu, một số một ạ. Thôi mà thôi không có quạo nè. Như vậy là các bạn gọi số để mà chia đội chỉ có một lượt duy nhất, ba người là ba người về đội luôn. Ủa rồi chơi được không? Được chứ, được chứ anh. Được. Hơi nặng nhưng mà có Vinh qua gỡ lại được. Wow. Được. Đáng lẽ là bé Ngọc qua bệnh là anh lượt con luôn. Vậy là mọi người đồng ý với cái sự ngẫu nhiên đúng không? Dạ. Dạ vâng ạ. Hát một câu hát để mình kết thúc ở đây, mình vào vòng 1. Mới có mở màn, hát cho hay, đừng để khán giả chuyển kênh nha em. Chim rừng ơi liễu lo, chim rừng ơi liễu lo, chim rừng ơi liễu lo, cánh thơ mộng qua. Anh chờ em bên đó, sao chiều nay mưa không qua. Mưa không qua. Xin đừng chuyển kênh lại, xin đừng chuyển kênh. Giận thiệt luôn á. Sao vậy? Hay quá. Sao vậy? Bé đó bữa giờ đang học bài đó đó. Rồi mời Lan Ngọc cứu em nó. Xanh xanh chị đây đến xe chiều mà sao trời ơi vật cô đến thế này. Ơi vật cô đến thế này. Ơi vật cô đến thế này. Ai cưa thì cưa dùng cái đi khỏi cần. Không cần nhạc. Làm cứ tăng chữ. Thì đâu thở mà chết con. Chạy chữ ở dưới cho người ta biết hát cái gì nha. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Và bây giờ là vòng đầu tiên của 7 nụ cười sáng. Hey. Chúng ta sẽ chơi nhảy liên hoàn và nhấn nút. Khi âm nhạc trỗi dậy, người thứ nhất nhảy ở đây. Nhảy một đoạn nhạc tùy ý. Người thứ hai đứng ở đây thì người thứ nhất qua chỉ cần đụng vào người thứ hai. Người thứ hai bắt đầu nhảy, nhảy bao nhiêu tùy ý. Đến người thứ ba là người đang đứng ở trên bục này và mặc một chiếc áo gilet của chương trình. Và chạm vào người thứ ba. Người thứ ba nhảy và canh. Làm sao bắp ngay giây thứ 100. Trời là giành chiến thắng. Vừa nhảy vừa đếm. Ủa, sao đếm. Còn ngoài ra, dây 101 hoặc 99 hoặc bất kỳ dây nào khác đều bị phạt ngay tại vị trí này. Mấy bạn nó hay chật nhịp lắm á. Cái gì nè, khi mà em đụng thì dùng đếm với 30, em đụng chị đó 30 còn chị đếm tiếp. Đúng rồi. Xém xe à, đội orange. Em ra cái gì? Em ra cây búa. Đây, đây là cây búa. Rồi, khách mời, người ta ra cây búa em đó. Em ra cây búa, rồi. Chết cái đời anh. Trước giờ em biết là Ngân rất là thật thà. Nói sao lại ra vậy? Một, thì hai, em ra cái bao không? Một, hai, ba. Ngân rất là thật thà. Nói sao lại ra vậy? Một, thì em ra cái bao không? Công nhận. Cho lại đó, chơi trước à? Đúng. Mời vào vị trí. Hay quá trời. Ba đầu. 6, 7, 8. Ê, cái này dây này nhanh quá. Bài, chết rồi, chết chị rồi em ơi. Tập 12 rồi đó. Biết sao không? Chúng ta sẽ bị đếm theo nhạc. 15, bởi vì đếm theo nhạc là sai. 17, 18, 19, 20. Em phải đếm theo dây. 20, 2, 10, 3, 23 rồi, 24, 25, 26, 27. Cầm chơi luôn đi. Cầm chơi luôn đi. 29, 30, 31. Chuyển chưa, chuyển chưa. 33, 34, 35, 36. Cái này bị chậm đúng không? Ủa sao tới em vậy nhiều? 52, 53. Ủa sao chuyển quá trời ta, chuyển quá. 53, 54, 59, 55, 56. 52. Không, mình cứ dậy. Hết giờ. Bây
gì? 1 phút 40 giây. Có nghĩa là 100 giây mà mình vẫn có 8 mấy à. Vừa nhảy vừa chiêu sao chậm, sao chậm, sao chậm, sao chậm. Wow, anh nhìn đứng ở đó. Cái người tới lượt mình mới được nhảy, những người còn lại không có nhảy nha. Ok. Nếu là bạn mình đụng con nó nhảy em nha. Có việc nhảy chuyện của em. Ai chứ bé Ngân nó dám nhảy 3 nhịp nó đụng anh đó. 3, 2, 1. Bắt đầu. Lên là lên là lên là lên. Lên là lên là lên là lên. 5 rồi đó. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Đẩy qua kia đi. Ủa sao chưa đụng anh Lực nữa? Nhiều rồi hả? Chưa đụng anh Lực nữa. Ngàn mươi. Bây giờ con đấu đếm thôi để anh Lực lại mà. Đụng chưa anh Vinh? Đụng đó. Vô. Rồi ngon luôn, ngon luôn. Khùng quá bác. Vô, vô. Trời ơi, khỉ quá. Có gì đó mà mất anh Lực ơi. Vô, anh Lực ơi. Có gì đâu mà mất anh Lực ơi. Lên đây anh Vinh. Anh Lực nhảy giống như Bình Lực siêu động quá hả? Sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi. Như vậy là Vinh đã dừng cuộc chơi lại rồi. Chúng ta chưa biết vậy bao nhiêu. Quy định chương trình là 100 giây. Thì tương ứng với đồng hồ này là 1 phút và 40 giây. Thiếu một giây chắc xỉu luôn á. Không có đâu, cái này là em thấy dư nhiều luôn á. Anh nghĩ bao nhiêu giây? Tôi nghĩ là sơ sót khoảng chừng trên dưới 10 giây thôi. Dữ vậy anh? Trên dưới, trên hoặc dưới 10 giây. Có cái chỗ kia bạn Ngân lúc đánh tôi quên 2 nhịp. Em là em thấy em mình chậm 10 giây. Lúc mà em đếm 70 là anh mới sợ 60. Em miếu luôn. No, anh đếm 1001, 1002 là 1 giây. 1001 là sao? Mẹo của tôi đếm ví dụ như là 1 giây là 1001, 1002 là 1 giây. 1001 nhẹ 2, lực 3, lực 4, lực 4, nhẹ 5, lực 6. Đó, em không, không hiểu cái vụ đếm này nên em để cho các anh tự đếm á. Anh Lực ơi! Vô anh Lực ơi! 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10. Chưa công bố mà. Đây là chương trình nó có cái cảm biến ở trong 1 phút 34 giây. Thấy chưa? Trời ơi. 6 em nói giây. Là không tới đâu. 6 giây. Mời đội màu xanh. 3, 2, 1. Bắt đầu. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, rồi 70, 71, rồi 72. Đụng đi, đụng đi, đụng đi, đụng đi, đụng đi. Đụng đi, gì vậy? Ủa tụi em đang nhảy mà. Nhảy chỗ khác đi. Một người nhảy thôi, ham nhảy quá vậy. Bắn đi luôn. Bắn đi luôn. Đã bấm theo, tôi bấm theo mà. Dạ, dạ, dạ. Phải đúng cho đúng lực chứ. Đừng đụng đến nhảy kỳ nha. Ê, công nhận đổi nhạc cái tự nhiên em đổi beat luôn nha. Đúng, tại vì mình theo cái nhạc á. Nhạc nhanh thì mình đếm nhanh, nhạc chậm mình đếm chậm. Dạ, thấy sao? Em nghĩ là sẽ sớm hơn số 100 giây. Em nghĩ là 100 thôi. Em nghĩ chính xác là 100. Dạ. Thiếu khoảng 5 giây. Là 95 giây, giống như chị đoán. Vậy thôi, em 93. Con bé này nó hơn thua. À, à, à. Bao nhiêu giây anh? 93 giây. Wow.
sao 93 đúng à, em nói đúng rồi. Trời ơi hay vậy. Nhưng mà chút nữa mình thua nè, thấy chưa? Ủa, cái miệng em nói vậy? Là tầm đó. Thì Ngân đúng chính xác luôn ạ. À. Vậy là theo nhịp của Ngân nha Vinh. Theo okay. nhịp của em là trễ là nửa nhịp nha mọi người. Rồi. Go. Gì vậy? Giỡ gì vậy? Hey. Giỡ gì vậy? Bốn mươi. Đây rồi đó, đi xa lắm rồi đó. 6, 7, 6, 8, 9. Ngân em không được giải, anh Ngân có làm sao vậy? 8, 7, 9, 80. Kệ coi mặt Ngân à. Cái gì để gì? Ủa nhảy mà. Ủa sao nhảy? 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Thôi, thiếu một chút xíu, một giây nhưng nữa. Nhưng mà mình gần. Một giây nữa. Trời ơi, bé tự tin, thiếu một giây nữa. Thiếu khoảng 1-2 giây nữa. 102 là nếu okay. em đủ tự tin như vậy thì em cứ hạ miệng ra luôn đi. Hạ miệng ra luôn đi. Đúng rồi. Em sợ gì anh? Từ từ ạ. Thiếu 38 giây. Bây giờ để đúng 100 giây là điều rất khó. Cho nên bây giờ hai đội chơi, ai sai số ít hơn hẳn. Đội nào chơi trước? Mời. 3, 2, 1. Action. Trời ơi, trắng môi kìa trời. Trời ơi, miếng rủ quá Ngân ơi. Mấy giây rồi Ngân, mấy giây rồi? 20 ạ. 20. Hồi nãy là Vinh tính đúng á, lúc mà Ngân nhảy là Vinh đúng đúng, đúng y chang đồng hồ luôn. Ôi tôi bấm chung mới được. Anh đến 25 anh mới đấm ra. Chúng ta cứ nhớ đồng hồ này là 1 phút và 40 giây là đúng. Anh đếm trừ hao nhiều khi nó chậm hay nó dư gì đó. Đã có chứng cứ. Ok. Xin lỗi cho đến đội em. Lúc này mà đội nào thua là ba người lên đứng bị ăn một đúng không? Ok. Chơi luôn, ba người lên luôn. 3, 2, 1, action. Biêu theo nhạc đi. Biêu đi, biêu đi em. 10, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Ê, không có gì đâu mà cầm bi ra dạ ơi. Nhảy à, nhanh à. Ủa sao nhảy đứng gần trọng tài nhảy hoài vậy? Em có cần ảnh là giống như cây cột. Ủa sao ảnh thì sang chứng tâm lý à? Ê, ghê quá. Ê, ghê quá. Dạ, nhảy chưa? Em đang nhảy à? Vâng. Đi ra, chỗ khác đi. Anh cứ đứng cái chỗ em nhảy hoài. Kiều lắm. Đang nhảy hả? Rồi, vừa chuyển xong. Rồi, vô. Rồi, ngon lành cho nào luôn. Rồi, chưa được má. Rồi. Em mắc thôi. Chưa đủ cỡ 95 á.
sau nhiều lần. Rồi 5 giây, có khi 3 giây, có khi 7 giây, có khi 8 giây thì hai đội đang sát nút luôn. Ghê vậy. Sát cái nút mà quy định 100 giây luôn. Ghê vậy. Đội Tiến Luật như tới mình hồi nãy đã có ghi lại chỉ thiếu 2 giây. Trời ơi. Bên đây 99 giây hả? Rồi vậy mình over rồi. Sao đâu, thôi kệ đi anh. 100 giây. 100 giây. Sao được chưa? Ôi ghê lên. Mình 98 giây. Đau thiệt. Hay thiệt luôn á. Và hồi nãy là có nghe ai nói là thua là cả ba bị phạt, bị đổ bột một lần hả? Ở đâu á, bên đội, bên ai nói ai đồn? Ôi trời, cái anh ít tóc. Ôi trời, cái anh ít tóc. Mình có cái gì bên đó không? Bên tôi vậy là không có sự may mắn thôi. Tụi em hên thôi, chứ đúng không rồi. Phải nó thông minh gì đâu. Trời ơi, mời ba bạn lên luôn. Đó là điều tôi lực muốn. Ủa, giờ mình cũng đi theo ạ. À? Xui chèo em ơi, xui chèo thôi. Thì lái chiều đò. Lên. Gái đứng giữa đi. Đứng giữa đây. Vui quá trời. Em thấy anh thả họng lên. Thuốc điên. Dì nó bị vậy. Tội nó không dám lẽ phải để anh Luật đứng giữa. Thưa quý vị, vẫn còn nhiều điều hấp dẫn ở phía sau. Chương trình của chúng ta là chương trình gì? Bảy câu cười sau. Thưa quý vị, đây là chương trình Bảy câu cười sau. Thưa quý vị thân mến, đội màu cam bây giờ chỉ có thắng thì mới có điểm được. Liêu 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 ơi, chết chưa? Chết chưa? Vui chỗ nào? Dễ thương à? Không dễ thương. Nào? Em thấy rất dễ thương. Liêu 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 ơi, chịu bất cứ. Dễ thương, dễ thương. Vui chỗ nào? Em thấy dễ thương. Liêu liêu. Gì? Liêu liêu. Gì? Lì, lì, trò chơi này cần sự tinh tế khủng khiếp. Nghe đang nói mà tinh tế khủng khiếp là tôi biết đội tôi thua rồi. Chúng ta có hai đợt chơi. Có hai đợt chơi. Mỗi đợt chơi tất cả chúng ta. Mỗi lượt chơi tất cả chúng ta. Sáu người cùng chơi. Sáu người cùng chơi. Năm người bò, một người ngồi. Năm người bò, một người ngồi. Không cần nói thêm nữa. Không cần nói thêm nữa. Tôi bị điên. Rõ ràng chưa? Rõ ràng rồi. Đây là một rổ kèo. Sẽ có một đội tấn công và một đội phòng thủ. Tấn công là gì? Là ba người phải bò thật chậm rãi trên nền nhạc. Khi nào nhạc là bò, nhạc dừng là hết bò. Trong đó vẫn có hai người ở đội phòng thủ cũng bò theo. Và còn một người của đội phòng thủ là ngồi đây. Và họ bị bịt mắt cầm cây súng nước. Wow. Khi nhạc nổi lên, bò. Nhạc dừng một cái là tất cả đều phải dừng lại, hoàn toàn im lặng. Để chi? Để cái người bịt mắt này họ biết đâu là đội đối thủ, tức là đội tấn công. Họ bắn, nếu bắn trúng ai, người đó phải quay về vạch mức và nhạc lên lại tiếp tục chơi. Lỡ như bắn trúng đội mình cũng phải quay về. Ok. Nhiệm vụ của đội tấn công là lên tới vị trí này lấy kẹo để ăn. Đội phòng thủ là như nào? Mỗi lần đi từ đó lên đây là được mang 5 viên kẹo mỗi người. Sau 2 đợt chơi, đội nào giữ được kẹo nhiều hơn, đội đó thắng. Ok. Bây giờ hiện tại trong rổ kẹo đã có 10 viên của ban tổ chức chuẩn bị sẵn để có cái để chơi trước. Lát mình trừ ra sau. Quán tù xì, đội được chơi. Phòng thủ tấn công trước ạ. À. Lúc em ra cái bao. Em bao luôn. Em bao luôn. Anh tặng anh cái bao luôn. Anh cắt cái bao của em luôn. Wow. Còn 3. Trời ơi, bị gì vậy trời? Sao anh chọn chọn cái lưng em? Trời ơi, người ta để 5 ngón. Chơi lại đi, anh nhắc sai. Thôi khỏi đi ạ. Tụi em tấn công. Thôi tấn công. Rồi, mời phòng thủ.
Thúy Ngân đi lại từ đầu. Trời ơi. Bắn một phát thôi, bắn gì vậy? Không, chúng mày. Thôi, một phát thôi. Tôi đang đi bằng tôi chỉ. Có nhà không bắn? Trời, tôi nghe tiếng tùm lum hết vậy. Không, bắn sai rồi. Nhạc. Thúy Ngân bị bắn đi về lại từ đầu. Trời ơi, sao không ngoài vậy cưng? Ngọc, đi lại từ đầu. Nghe, lắng nghe Lực ơi, lắng nghe Lực ơi. Trời ơi, nghe chứ. Trời ở đây nè. Trời ở đây nè. Bắn đi. Chặt. Bắn lộn bắn thôi. Bắn cái gì vậy? Ngọc. Đi đâu? Nghe đi, trời ơi, quá dễ mà. Không trúng ai. Không trúng ai. Nó cười vậy mà không bắt được. Rồi, luôn đi lại từ đâu. Sau lưng luôn hả? Ừ, bởi vậy. Bắn bừa quá vậy. Nghe bên đâu đây nè. Trời ơi. Dạ, đi lại từ đâu? Trời ơi trời. Mỗi lần mở một người, Ngọc đi lại từ đâu? Ngọc đi lại từ đâu? Luôn đi lại từ đầu. Có nhà không được bắn. Có nhà nó đâu nghe nè, từ từ thật kỹ ha, nghe từ từ thật kỹ. Bởi vì mấy bèo gần nay cười lắm. Đi lại từ đầu đi Ngọc, mặt xanh lè rồi. Chưa được, chưa.
gần, dịch lực phải di chuyển súng thì mới sợ được. Chưa chú nha. Đã chưa? Chúng ta không ngon cái nào vậy? Đâu, cái chuyện chơi rớt ra ngoài mình sẽ bỏ vô mình tính nè. Bây giờ đếm nha. 2, 4, 6, 8, 10, 10 là cái tính nè 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 viên kẹo. Go. Tí luật sai là tí luật giống nhất. Gan lấy cái kẹo bóp bóp vô mặt cho con nhỏ này bắn mặt xuôi. Kệ đó là chuyện của người ta. Chơi lại từ đâu? Anh ừ. Lên đi lại từ đầu. Sai rồi, sai rồi. Sao không lên? Mới lên đó nghe. Quá trời. Nhóc luôn. Nhóc luôn. Chà, nhắm mắt cũng trúng à. Nhắm mắt cũng trúng à. Lên đi về từ đâu? Chà, nhóc nghèo à. Sọc sạc á, sọc sọc sạc. Ha. Ba người đi lại từ đầu, nhạc đã dừng rồi mà còn ráng chạy. Ba cái bạn áo cam đi lại từ đầu. Bỏ đừng có đẩy, chơi tự chơi đi, chơi riêng đi, đừng có đẩy. Có nhạc dài đi bán từ đâu? Cha nghèo nhóc à. Nghèo nhóc à. À đúng không, đúng không, đúng không? Mày mày phải không? Ai ai mà la dữ vậy? Tôi à. Chắc bắn quá. Rối loạn, rối loạn. Cái tiếng này không thể nào là của đồng đội tôi được. Lúc, đi chơi lại từ đâu? Trời ơi, lúc vậy mà bắn trúng tôi hay thiệt cái trời. Nhà không được bắn nha. Có ai chơi cái chiêu quê mà nãy. Ê, cái tiếng này giống tiếng lục nãy quá vậy ta. Đội tôi được. Thiệt sợ luôn. Gặp. Thiệt sợ luôn. Gặp. Gặp dính đạn rồi. Ủa cái tiếng em kì với Ngọc à. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Đúng vậy. Trời ơi làm sao qua mặt tôi được. Nghe anh Thanh. Không chính xác. Không thể nào là bé ngọc được.
Trời ơi, đâu có chơi cái chiêu của tôi nữa. Lực dính thẳng. Bậy nha, bỏ xuống của đội chị Béo ơi. Béo ơi, bỏ xuống. Đâu rồi, mới thấy đâu đâu rồi. Đây, không thể nào là đội tôi được. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Lát làm bị bắt, quay lại từ đầu. Không thể nào là đội tôi được. Không thể nào là đội tôi được. Ủa, sao cái này hết rồi? Ủa, đâu rồi? Ủa đâu rồi, trời ơi, không thể nào là bán đồng được. Lan Ngọc bị bắn. Trời người, trời người. Chị xứng đáng bị bắn. Xuống cái ngọc, xuống cái ngọc. Chị xứng đáng bị bắn. Ủa, chị nghe tiếng bé Ngân mà. Đây nè. Trời, không cho lấy kẹo luôn kìa. Có nhạc không bán được. Ngọc, chỉ chỉ đi em. Chưa được lấy kẹo. Anh chân trả lại. À, chiếc bé Ngọc xa dữ lắm. Không thể nào là bé Ngọc được. Đúng rồi. Kẹo của đội chị. Bỏ xuống bé ơi, không có được chơi như vậy. Lưng bị bắn. Không có được chơi như vậy. Lưng bị bắn. Ủa gì vậy? Ủa? Ủa gì vậy? Ủa? Có nhạc mà. À, có tiếng ai chạy đâu đây. 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 Tiếng lượt bị bắn. Hoài vậy? Ủa Vinh Chi Ngân đâu? Chị tìm đi. Chỗ lạ lắm. Là tôi. Chính là tôi. Ủa sao? Đừng có xạo. Đừng có xạo. Anh đứng bên đây. Chính là tôi. Hết chưa? Rất xuất sắc. Như vậy là Lâm bây giờ toàn bắn đội mình không? Ớ quá trời ớ. Mà chị vẫn kêu không thể là em. Tiếng ớ nó rất là lạ. Không thể nào là của em được. Tiếng ớ bình thường nó khác. Còn bữa nay khuya rồi nó bị khan tiếng. Đếm kẹo đi ạ. Sao mình ăn nhiều lắm mà. Cái này là không đem một lần năm viên. Bên em chơi trung thực là một lần năm viên thiệt á. Bé Ngọc hốt một lần một rổ, hồi nãy chương trình có thấy. Chương trình ơi, làm ơn làm chứng giùm anh em tụi tôi. Ê, bậy nha, bỏ xuống của đội chị bé ơi. Làm ơn làm chứng đúng vậy. Không, không, cái này là nãy em có làm. Nhưng mà anh Vinh anh đổ hết luôn. Không, không, em ăn gian. Anh mới là người. Em ăn gian. Anh mới là người ăn gian. Anh lại gần tôi, anh có ý đồ gì? Đâu, anh núp ơn sao anh ăn. Ổn lắm. Kiểm soát kẹo nó giờ không kiểm soát được. Bởi vì đội nào cũng ăn gian. Bây giờ mình không, tính về lượt không, bắn không, đi em, không, 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 không. Lượt bắn thì dạ là bắn toàn đội mình không. Đội dạ đúng rồi, hợp lý rồi. Đúng rồi. Đội em thua là đúng rồi. Tại vì bên này chơi đúng thiệt. Năm viên. Ủa dạ, tự thuốc trước mình. Yeah. Cuối cùng cũng phải thắng được một trận. Tại giận quá đó. Vậy hả? Giận quá, bắn cái gì không mà bắn. Không mại Ngọc đâu, hôm nay tắm trên một bàn sông. Đi lại từ đầu nha Ngọc. Em xin lỗi mọi người. Quý vị thân mến, đây là trò chơi cuối cùng, trò chơi nhỏ thôi nhưng mà để phân thắng bại. Bởi vì đội thắng không sao nhưng mà đội thua sẽ bị phạt ở cuối chương trình. Mà trò chơi này cũng coi như là một hình phạt rồi. Chúng ta sẽ lựa từng cặp thi đấu. Mỗi cặp sẽ lựa 3 tấm thiệp của chương trình.
Nếu thắng hai lần thì thôi, còn cứ một đều hai một là coi như là ba lần. Dạ. Thì đội nào có tấm thiệp con số lớn hơn thì được quyền lấy ly nước này. Ồ. Oh. Bạc thẳng vào mặt đối phương. Bạc thẳng vào mặt đối phương. Em chơi anh Tiến Luật à, xin mời anh. Ờ, bắt gì tự nhiên em chơi là anh phải chơi em hả? Hỏi đi. Anh xuống đi. Không. Em mời anh ạ. À. Anh nhận lời thách đấu đi ạ. À. Tôi thách đấu một lần một ca. Em chấp nhận lời thách đấu. Sẵn sàng chưa? Em vẫn muốn thả Hồng ra. Anh chơi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bắt đầu. Đây, hãy chọn một cái tấm thiệp. Ấp xuống bàn. Rồi. Đây là của bên đây ha, để đây. Ấp xuống bàn. Rồi. 1 2 3. Ôi 18 anh Luật á. Tôi 31. 13, 13. Lộn thôi làm dữ vậy. Con số quá may mắn với anh Luật rồi. Chị 13, chị ám tôi tới chương trình này. Chị ám tôi tới chương trình này nghe chị 13. Tiếp theo. Tôi bóp trước. Có quyền coi trước. Trời ơi. Năm 17 tuổi em đi lấy chồng. Rồi. Em muốn xỉm xì. Xỉm xì làm gì? Anh ai mở ra thua, trước. Đúng, ai thua thì mở ra trước được không ạ? 1, 2, 3. Thua, mở ra trước. 23. 23. Chưa, từ từ. Ủa gì vậy? Ủa anh ơi. Chưa. Hãy nhìn nụ cười đó đi. Hãy nhìn nụ cười đó đi. Bạn ấy mà thắng là bạn ấy mở ra liền. Mời ngồi xuống. Mình bình tĩnh. Mình ghi lớn ngồi xuống. Bé Ngọc ngồi xuống. Hà Hồng Gia. Hà Hồng Gia. 1, 2, 3. Trời ơi. Vì cuộc sống đâu là dễ. Ngày sinh của tôi đó, 4 tháng 4. Anh 23 nhầm nhòi với tôi hả Hồng Gia? Anh hả Hồng Gia? Tôi thách đấu một lần một ca. Dạ. Em vẫn muốn hả Hồng Gia. Anh chơi. Anh chơi. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi sầu. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Dạ rồi, em sướng quá. Tiếp tục đi anh. Hết rồi, 2-0 là thắng rồi. Ủa, mỗi người 3-8 hả? 3-8 nhưng mà lượt đầu tiên mình thắng rồi, coi như được, giờ có... Không, không, mình đã thua rồi, bây giờ mình có thắng người ta cũng là thua rồi. Có người ta thắng 2-0 rồi. Thôi, anh chơi giùm em luôn. Đi về chỗ đi ạ. À. Lượt đầu tiên, đội màu xanh thắng. Em có thách đấu gì không? Em tố chị Lan Ngọc đứng phía sau lưng anh luôn ạ. Bây giờ anh tố là cho Ngọc và anh... Tước, tôi chấp nhận Ngọc okay. Đứng em đây. Tôi đứng em đây. Nếu như mà em thắng là Ngọc tạt tôi. Còn nếu như mà Ngân thắng thì tôi tạt Ngọc. Hai người này không bị gì hết. Không bị gì hết, tôi chơi khô máu luôn. Chơi không? Không, anh đứng phía sau lưng em nè, tạt hơn một lượt hai người luôn. Em không chơi. Đúng rồi, đúng rồi. Anh nói là tôi chơi hả? Chơi đi em, sợ gì? Anh đỏ lắm. Kệ anh. Đây, anh đỏ lắm. Rồi có rồi đó. Tự coi của mình riêng mình đi ạ. À. Không ai thấy. Ok ok ok. Thay đổi quyết định của anh không? Anh không, bây giờ anh tố thêm được không? Đi. Em tố hết được không ạ? À? Hết cái gì? Một lần hết chuyện này ly luôn. À? Nhạc rồi. Chơi hết. Em không chơi à? Em không chơi à? Luật chơi là khi tốt mà người ta nhận kèo là mình phải chấp nhận. Đúng như rồi. Vậy là sẽ dùng hết 6 cái này một lần. Em định hù thôi mà. Không có hù được ạ. À. Không có vốn mà vô đặt cho cố. Rồi bây giờ vậy. Nếu như Ngân số lớn hơn thì chỉ tạt một ly thôi. Nhưng nếu Ngân số nhỏ hơn thì mình sẽ tạt hết. Ủa? Tức ai cũng được tạt 6 ly đúng nếu rồi, đúng tạt. Rồi, đúng rồi. Bây giờ ai sẽ lật thiệp trước ạ? À? Nam lật trước. 1, 2, thắng. Ra đi. Ra đi, Ngân ra trước. Chưa biết ai là lớn ai, con số 14. Trời ơi. Bé ơi, cái
này là chưa đủ tuổi nha cưng. 14 mà tố. À 14. Trời ơi. Bây giờ tạc hết chỗ này em cũng ngại quá, em nhờ người vô tạc chung được không? Mình là hiện tại em tới 6 ly, làm gì hết chia cho chúng bạn. Em thay phiên dạ, của em. Em thay mặt anh luôn, dạ. Em cầm cái này vô, đây vô. Vô, 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 2, 3, vô, không, 2, 3, vô. Em tố hết được không ạ? Hết cái gì? Một lần hết chuyện này đi luôn. Không ạ? Em xin lỗi chị nhưng mà em phải tạc thôi. Không, thả ông ra. Thả ông ra, thả ông ra. Còn 3 ly lần. Chưa mà, mới có được đầu tiên à. Chưa, chưa. Tố chưa cho 3 ly. Tố cho tố. Vô. Hả ông già. 1, 2, 3. Ai khóc nỗi đau này. Chị Ngọc, đừng chờ. Trời ơi, tàn nhẫn quá. Mọi người không thể nào làm được điều đó. Mọi người hồ máu quá mà. Chị Ngọc, cuộc đời em đã có tin chị. Lúc cái vòng mà em lật cái chân lên, chị nhắc em cái là em thua. Được rồi, hù này em sẽ trả giùm anh Luật. Thôi được rồi, của anh để anh tính. Em đừng trả giùm anh. Giờ ai tối gì không ạ? Giờ em cược Ngọc vô luôn. Vô Ngọc, em cược Ngọc luôn. Hèn. Em có cược anh Luật không? Em cược. Rồi, Ngọc vô Ngọc. Quan trọng phải hỏi người đồng đội mình người ta chấp nhận hay không nữa chứ. Em cược đội em vô hết luôn à. Luân, anh quên tên em được không Luân? Vô đi Miss Q. Vô, vô, vô. Chơi luôn. Tên anh đỏ. 6 ly tiếp không? Tôi cược 6 xô. Trời ơi, chơi trên bàn thôi. Khủng khiếp quá, tôi không chơi nha. Chơi trên bàn thôi. 6 ly. Chơi luôn. 6 ly, hai người, mỗi người 3 ly. Ok. Sợ gì nữa? Dám chơi, dám chịu. Ê, cẩn thận. Rồi, Ngân. Trời ơi, rồi, xong. Anh chưa mới đuổi rồi. Đừng có luôn rồi. Đây ơi. Chết luôn rồi. Chết chắc luôn rồi. 1, 2, 3. Thua ra trước. Mời đưa đồng số. Xin mời. Ủa má ơi. Xạo đừng diễn nữa. Đừng diễn nữa. Không em có 22 là đủ lớn hơn tụi tôi rồi. Anh xạo quá đi. Anh xạo quá đi. Em rất may mắn luôn đó chứ. Đâu đưa đây xem ạ. Đưa đây xem ạ. Đưa cho nhờ. Thiệt luôn á. Tại sao mà có thể có số 52 được ta? Anh may mắn lắm hả? Cái lúc anh may mắn thì không thôi vô. Dạ. Dạ. Em muốn vô hả? Không, em cảm thấy em rất may mắn rồi. Em chơi đồng đội mình phải vô đi chứ dạ. Ê, sao anh không vô? Anh giờ anh vô nè. Thôi anh ơi, anh bớt chơi kiểu đó là. Cho em một tờ nữa. Em tố với anh Luật một ly. Không, mắc gì tôi phải tố với em. Không có hả ông gia? Hồi nãy em thắng tôi có 2 ly. Bây giờ tôi thắng anh tới 3 ly. Nè. Đứng vô luôn. Ngọc là của anh. Ê, đứng đây. Không, tôi muốn tạc ai tôi tạc là quyền của tôi. Vô đi mà. Vô đây. Come on. Hả học gia? Hả học gia? Con kia con sót kìa. Trời ơi, còn lông đền em. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Trời ơi, chị em thương nhau ghê. Em xin lỗi là anh Luật nói em trả thù giùm ảnh đó chị. Thêm một lượt nữa. Không, lượt này tôi không tố. Thêm
thêm một lượt nữa. Tôi ăn Sinon được không? Không tốt. Bây giờ vậy nè, hồi nãy cái vòng trước anh Luật chơi với lại Ngọc. Ngọc là Luật thua. Đúng. Bây giờ Ngân mà thắng ở cái cặp này nè, đâu quê thì mới chơi cặp cuối được. Cho nên á, lần này mình chơi ly thôi. Chơi ly thôi. Ly thôi, chơi ly thôi. Vậy anh với Ngọc đi ra đi Ngọc ha. Đúng rồi, chọn đi ạ. Luân để em. Luân để em. Anh tin em không? Tin. Trời ơi, có mối quan hệ với lại ban tổ chức hay sao mà sao tự tin vậy? Ngân. Ngân ơi, ly này. Rồi, tôi thấy số 1 đầu là ngon rồi. Hơn quá có một ly. Không sao, tôi không bị. Quá sushi. Không sao, bên khỏi sushi. Bên này 11 tuổi thôi. 2, 3. 1, 2, 3. Luân ra trước. Ok không? 39, số đẹp luôn. Luân. Ngân, dám làm dám chịu Ngân. Đúng, có chơi thì có chịu. Ủa khoan Luân lại ngồi, cái đó là tự làm. Ngồi xuống. Luật của chương trình quy định là khi mình thua là đối thủ mình tạt mình. Còn từ mình tạt mình, cái đó gọi là ngu. Thôi nhẹ nhàng thôi. Thưa quý vị, như vậy là cái trò chơi vừa rồi là đây cũng thua. Thì đó, thì đâu cần phải chơi nhưng nữa. Nhưng mà MC, còn một, hai người chưa chơi. Hai người họ không cần chơi, trừ khi họ muốn thách đấu. Nếu không đấu, hậu quả như thế nào em cũng biết rồi. Thắng cũng như là thua thôi. Bây giờ em muốn thách mấy ly? Em chơi 1k. Chơi 1k. Chơi em luôn. Mời già bốc trước. Mời bác Ngọc. Để em. Rồi, năm 17 tuổi. Mình thắng rồi mà. Không sao đâu, nhìn cái mặt họ đi em. Đây là con số nói lên tình trạng hôn nhân, tình trạng con cái và tình trạng số tuổi hiện nay. Đây là con số mà Trương Thế Vinh rất thích. Đâu, cho tôi coi. Như vậy là hiện tại tôi đã biết ai là người thắng cuộc. Trong hai bạn có một người đã thua. Chắc chắn rồi, không lẽ quề. Mở ra luôn đi anh. Hồi hộp quá chịu không nổi rồi. Chúng ta cho khán giả xem trước. Để anh. Đây là con số của Trương Thế Vinh thưa quý vị. Chết rồi, ông bơm bấm đi chỗ khác luôn rồi. Gấp lại. Hồi hộp quá. MC căng thẳng. Đây là con số của Lâm Vy Dạ. Wow, đó là thái độ khán giả đi xem lúc này à con. Wow, ôi. Bên phải là của Lâm Vy Dạ và bên trái của Trương Thế Vinh. Trời ơi, ủa sao số 44 hoài vậy? Anh ơi, em là ai? La 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 la. Thôi, la 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 la. Vinh ơi Vinh, em đi bình an nha. Bên đây mình đàn ông mà. Cuối chương trình rồi mình chơi đẹp. Bây giờ Dạ muốn dòng sông chảy hay là thác nước rơi? Em thích Đà Lạt ạ. Thác nước. Thác nước rơi. Hả ông Gia? Thác có nhiều loại thác, không phải thác nào chảy cũng mạnh hết, anh hiểu không? Có nhiều thác nó chảy xoáy bông lụn nữa. Đó, anh không được né, anh né. Rước được nó rồi.
Trời đất ơi, cái thằng nó đi từ ở dưới quê lên đây bạn đi 2 ngày chưa tới. Còn phải gọi điện thoại alo và chạy ra rước rồi mới được. Để bia trong nhà bếp đi. Ơi, nó làm gì ở trên thì phố không có bán bia hay gì á. Quất 2 thùng bia lên tặng. Bia người ta đầy nhà đây nè, uống còn chưa hết nữa. Bao nhiêu năm, mười mấy năm rồi mới gặp lại nó đó. Kính thưa bác Bảy, tại ba má con vậy á, mình vô nhà người ta làm gì làm cũng phải có món quà. Con thấy sắp tới bác Bảy khai trương á. Khai trương gì? Tân gia khai trương gì? Ta ít văn còn nửa lời sai nữa, chán ghê. Qua đây ngồi nói chuyện chơi. Gì vậy? Lên trên ghế. Con ngồi sợ lủng quá. Khi nào mày lấy cái đinh mày chọt nó mới lủng. Mày ngồi là nó xẹp thôi. Mày đứng lên mầm phòng mình lại chui vô chi rồi đứng làm được. Con Duyên á, giờ mà gặp mày chắc nhận không ra đâu con. Mày đi toilet hả? Sao mày thoải mái như vậy? Rồi bữa xin lỗi nghe, bữa đám giỗ của ba con mà bác về không được. Nhưng mà thôi con cũng đừng buồn. Mỗi lần nhắc tới đám giỗ ba con bác cũng chạnh lòng cho mày. Một mình rồi vậy đó. Dạ. Mai tân gia xong rồi ở đây. Rồi để ta cho học thêm cái giỏ kiếm cái nghề. Kính thưa bác Bảy, ba má con vậy là mình vô nhà người ta. Nhà người ta có cung chuyện thì á mình phải góp phần vô. Làm người á mình phải có lương tâm, mình phải biết quan tâm người khác chứ mình ngồi mình ngó không có đặng. Bác Bảy gì cho con làm cái gì nữa đi. Rồi sáng mai mày rảnh mày ra mày sao sân vườn mày quét lá đi nha. Rồi ngồi xuống nói chuyện, mày sao mày cứ đứng lên hoài vậy. Ráng học hành đàng hoàng tử tế đi. Dạ. Bác thì bác không có phân biệt giàu sang, hiểu không? Chỉ cần hai đứa mà là được. Ý là tình cảm á, bác không có phân biệt, hiểu không? Không, thưa bác Bảy, thưa bác Bảy, cái này con không dám bác Bảy. Tại con với em duy em hai á là coi như á. Em hai nào? Là cô hai đó. Cô hai hoài. Hồi xưa là tại vì gia đình con làm cho gia đình bác, nhưng mà bác không giờ nghĩ vậy đâu mà mày cứ cô hai hoài. Dạ con không có ý gì đâu bác Bảy. Con với cô hai, con với cô hai giống như là cái người ở chển vậy đó. Trời ơi, gái ở đây mà ở chển rồi nào. Ý là con sao vậy đó, chuyện nó tính sao đi. Tính ra tôi sẵn đồ đạc rồi để mai con tân gia. Anh nói chuyện tôi bắt ấn dữ vậy. Anh nói tôi dò gì dưới đây vậy? Dạ. Đây. Cơm he. What do you name? Ý là chú em là tên gì? Dạ, kính thưa anh. À, tôi tên là Sang ạ. À. Dạ, anh tên gì ạ? Sắc Tony. Tôi là dân business. Dạ. Chú mày là gì? Dạ, kính thưa anh. Ê, nó nghe nè. Mình bỏ cái chữ kính thưa lúc đầu được không? Nói chuyện với chú em mày, anh tưởng đâu anh đang đi họp không á. Dạ,
Kính thưa anh, ba má em dạy á, mình nói chuyện với người lớn mình phải kính thưa. Dạ. Thôi, rồi, cho anh hỏi, Duyên đâu? Duyên, con của chú Bảy, chủ căn nhà này. Kính thưa anh, con của chú Bảy là cô Hai phải không ạ? Duyên á hả? Dạ cô Hai ạ. Là con của chú Bảy đó. Dạ là cô Hai ạ. Tôi hiểu rồi. Dạ. Chú em mày là người ăn cái ở trong nhà, anh rất là rộng rãi. Dữ. Cậu Hai cho tiền con nè, con cứ xài đi. Không. Vậy thì bây giờ vô nhà kêu cô Hai xuống đây, nói là có cậu Tony qua tìm nha chưa. Dạ thưa anh Tony, em từ lúc lên tới giờ chưa gặp cô Hai ạ. Mày nói cái gì? Mày đã nói chậm rồi mày còn nói tao không hiểu nữa. Chú mày là ai? Dạ là giống như là con rể tương lai của chú Bảy vậy đó. Dạ. Cơm. Làm sao có chuyện như vậy? Đứng lên đây. Nhìn đi. Dạ. Tự nhìn đi. Ai hơn ai? Chú Bảy nào mà chịu gả cô Duyên? Tào lao. Bỏ ngay cái suy nghĩ đó. Đĩa mà đòi đeo chân vịt à. Không có một người cha nào có đứa con gái xinh đẹp như vậy mà đi gả cho một cái con người như vậy hết. Nói chuyện thì chậm chạp rề 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 mà nói không hiểu cái gì hết. Đức. Đức. Mày tin Đức. Em nói anh đó. Anh tin Đức mà anh quên luôn cái tên của anh hả? Anh làm gì ở đây? Gian ra. Anh qua kiếm em. Gian ra. Em đâu còn gì để nói với anh nữa. Anh qua đây làm gì? Anh qua kiếm em. Trước là kiếm em rồi có ít quà gửi cho nhà em. Trà. Trà ba em không có uống trà này. Trà chậm. Cảm ơn anh. Mấy trăm triệu một ký lận. Mấy trăm triệu một ký hả? À, một lạng chút xíu là 1 triệu mấy 2 triệu rồi. Mắc vậy á, ba em không dám uống đâu anh Đực. Cảm ơn anh, thôi anh em về đi. Em không có gì để nói với anh hết á. Thôi đừng có giận anh mà. Anh suốt ngày cứ vậy á, từ lúc mà anh có tiền lên á là anh thôi coi ai cũng như cỏ rác á. Không phải là như cỏ rác, nhưng mà tại vì cái thằng Sang này nó nói chuyện tầm bậy. Tầm bậy cái gì? Trời ơi, nó người ăn cái ở trong nhà mà bây giờ nó đòi lấy chủ. Anh rất là hồ đồ. Anh chưa biết là anh nói đúng hay sai mà anh chửi người ta vậy sao được. Không phải phải dạy nó chứ anh em. Anh Sang ra khỏe không vậy? Ôi. Trời ơi, sao giờ này cao lớn vậy? Khỏe không? Anh mà lên đây chắc ba em thích lắm á. Ở trên đây ba em buồn lắm. Ê, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống đây. Ôi. Đúng không? Rắn nước cho nè. Giống trong phim quá vậy. Phim gì? Bỏ người giàu mà cuối cùng đi gặp một cái người như vậy. Đối với tôi thì em khoảng cách, còn đối với cái người này là cái gì của em? Anh là người nhà của em, con nuôi của ba em là coi như người trong nhà rồi. Còn tôi là gì của em? Anh chưa là gì của em hết. Ủa nè. Quy. Quy. Quy là gì? Tại sao? Tại sao là why chứ không phải là quy. Quy là rùa, được chưa? Quy. Why? Tại sao là sao thì anh là con nuôi của ba em, là như người trong nhà, anh thấy không? Rất ba là... em nuôi nó hồi nào? Ba em nuôi hồi nào liên quan gì tới anh? Tại sao anh có quyền hỏi ở đây? Trong chuyện tình cảm người ta giận nhau là chuyện bình thường. Có thể do không hiểu nhau thì em phải cho đối tác của em một cơ hội, cũng giống trong việc kinh doanh cũng vậy. Mình phải cho nhau một cơ hội, biết đâu sau cơ hội đó mình có thể làm giàu. Làm giàu trong tình yêu? Không, anh nói ý là trong cái công việc làm ăn đó thì mình nên cho nhau một cơ hội. Thì bây giờ trong chuyện tình cảm, anh có sai với em điều gì chưa? Có. Cho dù đã sai thì sao? Phải cho nhau cơ hội chứ. Em cho anh rất là nhiều cơ hội. Hồi xưa anh nhớ không? Em yêu anh là lúc anh chưa có gì hết trơn á, mà em vẫn yêu anh. Đến lúc anh có chút xíu tiền á là anh ra được, anh coi ai cũng không ra thể thống gì á. Anh muốn nói gì anh nói. Anh Sang nè, anh nhìn đi, rất là hiền lành, tử tế, người ta rất lễ phép, đàng hoàng, bởi ba em mới thương. Còn anh vậy đó rồi sao mà anh đòi cưới em mà ba em chịu được? Cô Hai. Thôi, đừng có gọi là cô Hai nữa, ngại cũng chết à. Gọi là Duyên. Cô Hai. Cái gì vậy? Anh sửa giống nó luôn đó, được chưa? Anh sửa em đâu có cần anh sửa giống mạnh, em chỉ cần anh là anh thôi, anh của anh ngày xưa. Cô Hai,
Mày đừng có đụng vô người cô hai tao. Ai đừng có đụng vô người duyên của tao. Anh đi đâu vậy? Dạ kính thưa anh, tôi thấy làm như cô hai á không có ưng bụng anh rồi. Anh cũng tự trọng đi. Tự trọng? Không, đi ra chỗ khác. Tao còn nói chuyện với Duyên. Mày biết tao với Duyên yêu nhau bao nhiêu lâu chưa? Làm sao mày biết được hả? Thiếu điều tụi tao muốn lấy nhau luôn rồi. Bỏ ra. Nè, tao nói cho mày biết, tao với Duyên đã từng ăn chung ngủ chung với nhau rồi. Ai hứa? Ai hứa cả? Ông bảy nào hứa? Bảy nào? Chuyện cái gì? Ở đâu qua nhà này? Chú này. Chú. Kính thưa chú bảy. Gõ thưa nữa. Tôi đang quạo. Cậu, tôi đã nói rồi, đừng bao giờ bước vô căn nhà này. Dạ bác ơi, cuộc đời của mình đôi khi có những sai lầm. Dạ xin lỗi bác, ngàn lần xin lỗi bác. Xin bác hãy thứ tha cho con. Khi con biết bác là ba của Duyên rồi thì bác thấy đó, từ ngày bác say tới ngày mà nó thành hình như vậy, con đâu còn làm khó dễ nữa. Dạ thưa bác, con mấy lần bác nói con, tự nhiên con ngộ lắm bác. Với con bây giờ là con không có quan trọng chuyện tiền bạc nữa, mà con quan trọng cái tình. Dạ con gửi bác một cặp trà trầm. Dạ cái này, cái này là... Đừng có nói giá. 300 triệu à? Nếu không nói giá làm sao ba em biết được tấm lòng của anh? Nhưng mà anh nói giá không ba em nghe sao ba em chịu uống? Anh cứ như vậy hoài. 300 triệu? Cái giá trị nó đâu có quan trọng bằng cái tấm lòng. Mắc cười quá à. Ba em có tốn tiền đâu, anh tốn mà mắc gì không uống. Nhưng mà em đã dặn là đừng có nói giá, ba em không thích nghe giá tiền. Rồi. Trừ khi nào ba em lấy này ba em đi bán lại kìa mới kỳ. Dạ kính thưa chú bảy, chỗ kế bên nhà con bán có 80 ngàn thôi chú bảy. Cái đó trà thường không cô nội. Hũ nào 80 ngàn, đó là trà thường này, trà trầm. Trầm làm trà. Tôi nói cho cậu nghe, cỡ cái phong cách thái độ của cậu và cái học thức của cậu là không bước vô nhà này được. Kể cả má của cậu luôn. Dạ bác, thưa bác nói vậy con không chịu. Johnny! Yeah, mom! Thôi ba bớt nóng, anh cũng có tấm lòng. Thấy ăn mặc là thấy trước rồi. Hi mom. Hi hot Tony. Hi everybody. Dạ con kính thưa cô à. Mình đã có lòng nhưng mà người ta không muốn thì thôi đi về. Con gái ở cái đất nước này cũng nhiều lắm. Không có phải chỉ một mình nhà này có con gái nên mình không cần phải quỵ lụy như vậy. Tôi mời bà chị ngồi chơi. Dù gì cũng qua nhà rồi. Con trai chị cũng có lòng kính trọng người lớn. Nó mua cho hai hũ trầm 300 triệu. Tony. Yeah mom. 300 triệu con đi mua trà. Để con qua tặng người ta rồi người ta xài xế con Tony. Đấy thì nấu bình nước sôi nha. Chuẩn bị nấu nước sôi. Để gọi là khui cái này ra để chứ gọi là mời bà chị. Cũng như là tiền của gia đình mình đó chứ không phải gia đình tôi. Này là trà gì trà gì? Dạ trà trầm. Cái thằng bán cho con nó trà trầm con mua trên mạng á. Trà trầm hả? Nó bán nó mua, ủa nó mua trà trầm mà sao để ghi trà lại? Cái bà bán trà trầm bà tên Lài. Bà Lài bán trà trầm á bác. Đường nào cậu nó cũng được hết trơn. Johnny, đi về cho mẹ. Dạ thưa mẹ, mẹ phải thương con. Vì trong trái tim của con chỉ có một mình bé Duyên thôi. Tôi nói chị thôi thì xây một cái tường rào 4 mét cao để ngăn cách hai nhà. Rồi nhà ai nấy sống đi. Chứ tôi cũng có nhu cầu tiếp cái thể loại gia đình chị. Xin lỗi à, tôi xây luôn cái tường 5 mét nha ông anh. Còn Tony đi về cho mẹ. Không yêu đương gì ở đây hết. Mẹ cũng không chấp nhận cái ngữ này về làm dâu của mẹ xin đâu. Xin lỗi chị nhìn con gái tôi đi. Thì nhìn lại con trai chị đi. Trời ơi con trai tôi. Đây là hoa lài nha. Rồi sao? Hoa lài cắm gì thì chữ tự hiểu nha. Xin lỗi anh à, con tôi rất là thơm tho nha. Anh nhìn đi mặt mày sáng láng. Nhưng mặt rất xấu. Làm nhìn xấu. Gái tôi rất đẹp. Anh ơi, trai tài gái sắc, trai không cần có sắc anh, miễn sao có tài có tiền là được. Dạ đúng rồi. Thật sự ra một nhan sắc như vậy không thể nào gả cho một thằng như vậy được. Vậy thì anh gả cho cái thằng hồi nãy đi. Tôi đó. Thấy nó hợp đó. Tha là tôi gả cho nó. Nó đàng hoàng, nó tử tế. Cái đó mới là cái bãi đó đó. Xin lỗi nha, chị đừng có nói kiểu đó giọng đó nha. Có gì đem về cho má. Đem về cúng bàn thờ cho.
cho má không có tặng biếu gì ở đây hết trơn á trời. Đi về cho má, không bao giờ bước chân vô cái nhà này. Xin lỗi chị, cả học đời tôi không bao giờ bước chân qua cái nhà bên kia. Trời có bao nhiêu tiền mà sắp làm khách. Trời ơi, là chắc cho anh bước qua tới cái cổng rào nhà tôi à. Bước về cho má. Má bước về. Bước ra khỏi nhà này đi. Ô quế. Ô quế. Má Sang ơi, Sang. Dạ. Tiễn khách. Ba bình tĩnh đi mà, đừng có nóng. Kính thưa cô, con mời cô. Tôi tự biết về không cần phải mời. Johnny. Mà go home. My heart. Go home. Never come back. My heart never down. Con coi là cái mối quan hệ của con đi nghe chưa? Ba không ba phải. Ba không sao chấp nhận một cái gia đình mà không biết trên biết dưới, không biết trước biết sau. Không phải. Tiền ba bạc được bao nhiêu mà sống cái kiểu đó. Ba bình tĩnh đi, ảnh nói vậy thôi, cái miệng ảnh vậy thôi chứ tấm lòng ảnh tốt lắm. Không tốt vậy trời. Một là con lấy nó, hai là coi như ba chết rồi. Ba. Thưa quý vị thân mến, đây là phần hình phạt. Đội bị phạt là đội sẽ ngồi phía trước. Đội phạt người ta đứng ở đây chọn con số. Chọn số xong, chọn người mình muốn đổ trên đầu đội chủ. Dạ, chọn số mấy từ 1 tới 5? Em sẽ chọn số 1. Đây, số 1. Nặng hơn số 5. Em hợp số 4. Đây, số 4. Ngọc chọn số mấy? Em chọn số 3. Chọn số 3. Trời. Để đó giùm em. Cho em hỏi nhà trai tới chưa để trao quà. Ngọc muốn chọn ai? Sao vậy? Xin lỗi ông chú, em chọn bé Thúy Ngân. Chọn bé Thúy Ngân. Ô, chị mắc cỡ chưa? Yên tâm, chị sẽ đối đãi với em thật tốt. Trời ơi. Ôi ôi ôi. Một viên giò phanh loãng á mọi người. Này dùm để nhúng gà rán. Luân, chọn ai? Thôi anh em mình ra đi chứ anh Vinh. Ý trời rồi Luật ơi. Trời ơi. Ủa sao giống nhau vậy? Cái màu khác nó nằm ở chỗ này. Ý trời rồi anh Luật à. Thật sự tôi không muốn làm điều này với ông anh yêu quý của tôi. Anh có điều gì muốn nói với gia đình không ạ? Lẹ đi. Lẹ đi. Và đây là hình phạt dành cho Tiến Lực ạ. Có một lời khuyên là anh nhắm mắt nhắm miệng nín thở luôn. Hey. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Đang tí luôn chị này. Đôi giày trắng. Đôi giày trắng. Đúng quý vị, như vậy là một buổi tối đã trôi qua rất nhiều niềm vui. Động lại cuối chương trình là một nỗi buồn thê thảm. Chương trình của chúng tôi là chương trình 7 nụ cười xuân do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ mỗi tối thứ hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại.